Chào tất cả bác nha, đây là một bộ dao bếp xịn sò đủ chức năng của anh em thợ rèn xưởng Phúc Sen HD gửi tới tất cả bác mà các bác muốn vừa đẹp mà vừa đầy đủ chức năng thì em sẽ giới thiệu với các bác một bộ dao sau đây. Đầu tiên sẽ là một con dao chặt xương các bác nhá. Đầu tiên sẽ là một con dao chặt xương, lưỡi 23 bản rộng 7,5 và độ dày sống lưng dao là 5 ly. Tất cả bộ này đều sử dụng dòng cán gỗ hai tầng dòng gỗ mun. À, chất liệu sử dụng thì bao cho tất cả các bác là sử dụng chuẩn dòng nhiếp đỏ yfa của đức đấy yfa của đức và con thứ hai trong một bộ dao nó sẽ là một con dao chặt gà vịt vừa chặt được vừa thái được tổng trọng lượng con này chỉ rơi vào 5 lạng rưỡi thôi nên cực kỳ là nhẹ tay chiên để các bác chặt gà vịt sương sườn cho em. Còn nếu mà các bác chặt chuyên xương ống thì mình sẽ phải dùng sang con chặt 07 này cho em các bác nhá. Còn đây sẽ là một con dao chuyên thái gọt làm rau củ quả, thái gọt rau củ quả, thái thịt đấy là sashimi thì nó sẽ là con này. Trên dao của xưởng sẽ có dấu Phúc Sen HD của bên xưởng như vậy các bác nhá. Đối với dòng hàng thủ công và mình là sản xuất hệ thủ công nhỏ lẻ thì sẽ là có bảo hành một đổi một cho tất cả các bác chọn đời giao à trong vòng hơn năm và nếu bác nào mình mà uh, có nhu cầu mài lại giao thì gửi lại xưởng mài miễn phí các bác nhá mài miễn phí chọn đời giao cho tất cả các bác luôn chỉ cần các bác là gửi lại cho anh em thợ đèn của xưởng thi xuống sẽ mài và gửi lại cho tất cả các bác chọn bộ dao một con chặt xương một con dao chặt gà một con thái một con lọc và sẽ được tặng là một em làm lòng gà vịt như thế này các bác nhá đấy các bác ưng thì mình có thể liên hệ qua anh em thợ rèn xưởng dao phúc sen hd để được sử dụng sở hữu dụ những cái con dao vừa chất lượng được làm từ những anh em thợ rèn của xưởng và vừa đẹp vừa xịn sò như thế này các bác nhá cảm ơn tất cả bác ạ xin chào tất cả bác